kính quý cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn phục vụ. Ngày này cách đây 17 năm, cha Trần Sĩ Phu Xe của chúng ta đã được Thiên Chúa thương ban ân đặc biệt và tuyển chọn được trở thành linh mục của Chúa. Hãy ở lại trong tình thương của thầy chính là câu châm ngôn đời linh mục của cha Trần Sĩ Phu Xe. Đó cũng chính là cảm nghiệm lời tạ ơn và sự đáp trả tuyệt đối của cha Trần Sĩ với ơn gọi cao cả này. Giờ đây con xin kính mời toàn thể cộng đoàn cùng nghiệp dâng thánh lễ với cha Trần Sĩ Giuse cùng hai cha tiết tử của cha Giuse, nghiệp dâng thánh lễ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả phẩm ân Chúa đã dành cho cha Giuse. Giờ đây xin kính mời toàn thể cộng đoàn đứng. Tiền các vật phẩm đã đào tạo
dạy dỗ, và để rồi tôi được nhập lên linh mục của Chúa, linh mục của giáo hội. Xin công bằng cùng hợp lý với tôi trong những ngày hôm nay để dâng lời tạ ơn Chúa, để rồi xin Chúa tiếp tục cho chúng thành chủng mới, để trong những năm tháng tới xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và mang chúng tôi được trở nên luôn luôn trở nên những con người thánh thiện, trở nên những linh mục như là Chúa và giáo hội luôn mong. Trong những ngày hôm nay, xin truyền dâng lời cầu nguyện cho giáo xứ Việt Nam, cầu nguyện cho tất cả các linh hồn của giáo xứ, ông bà cha mẹ tất cả chúng ta đã qua đời và được ơn cứu độ. Trong những ngày hôm nay, xin dâng lễ để cầu nguyện cho đức cha cố Francisco Nguyễn Văn Sang, cho cha cố Phêrô Trần Khắc Thi, cho ông cố là nghĩa phụ của tôi là ông cố Du Xe và người em là linh hồn Du Xe, cũng như cầu nguyện cho tất cả các đức giám mục cũng như các cha giáo đã dạy dỗ và để tôi trở thành linh mục của Chúa. Cầu nguyện cho hai cha trong lớp đã qua đời, đó là cha Vũ Thi Tô, Nguyễn Văn Tiến và cha Đạo Minh Đào Văn Thiền cùng lớp trong ngày chính chức đã qua đời. Bây giờ chúng ta cùng ở với những vấn đề phát sinh hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây là cầu nguyện và ý nguyện của chúng ta trong thánh nhân này được Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm và lòng sám hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm trong lòng Chúa để cùng nhau cùng nhau từ nay. Tôi Chúa nhận cùng Thiên Chúa toàn thân. Thank you.
mạnh mẽ để con vừa cương nghị vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ tam giảng tin mừng. Như thế con sẽ phân phát các màu nhiệm hiệu đồ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, người là Thiên Chúa hằng sống và nhân trí cùng Chúa, hiện thiên với Chúa Thánh Thần trên muôn của muôn đời. Bài chính sách xuất hành. Hồi ấy trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel yêu trách ông Môsê và ông Aaron. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trong nước Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh quả khuê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân lệnh của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con gái Israel kêu trách, vậy ngươi hãy bảo chúng rằng: vào buổi chiều các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh quả khuê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều chim cút bay đến tường cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan thì trên mặt đất, mặt quan miệng có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền bảo nhau: Manu, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môsê bảo họ: đó là bài Đức Chúa ban cho anh em làm của ân. Đó là thank you.
sống xưa là con người phải hư thác vì những tham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là để cho người ta tôn hô mình là vua.
Vì vậy mà họ lại tiếp tục đi tìm Chúa Giêsu, và khi đã tìm Chúa Giêsu bên kia biển hồ thì họ thì thưa với Chúa Giêsu, gọi Chúa Giêsu bằng một thầy, bằng một từ rất là kính trọng, Rabbi, thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy? Thay vì trả lời câu hỏi của họ thì Chúa Giêsu lại nói rõ chủ đích mà tại sao họ đi tìm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là các ông tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng chỉ vì đã được ăn bánh no nê mà thôi. Dân chúng đi tìm Chúa Giêsu không phải để chấp nhận người là Thiên Chúa, là Đấng Messiah, mà họ tìm người vì để có quả ăn. Cho nên Chúa của họ là cái bụng, chứ không phải là Chúa Giêsu. Họ coi Chúa Giêsu là như là người đáp ứng mọi nhu cầu vật chất, thỏa lấp mọi cái đói về cơm bánh, hay là đơn giản như là một nhà phát bánh miễn phí vậy, bất là Đấng Messiah, là Đấng cứu độ đâu. Và dân chúng bởi vì dấu là hóa bánh đa điều chính là bằng chứng cho thấy tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa dành cho họ. Vì vậy mà thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã mời gọi họ đi xa hơn, không chỉ dừng lại ở đời sống vật chất thế tạm này, mà Chúa Giêsu mời gọi họ rằng các ông hãy ra công làm việc, không phải để có lương nói đến lương thực, nhưng không phải là thức bánh để nuôi sống, để sinh tồn về mặt thể chất, mà Chúa Giêsu nói đến bánh ở đây chính là thịt máu Ngài. Ta mong đợi và thức bánh là tất cả chúng ta và những dân do Thái khi xưa phải tìm kiếm. Nếu dân do Thái ngày xưa muốn Chúa Giêsu ở lại mãi với họ, vì họ coi Chúa Giêsu như một nhà phát bánh miễn phí, cung cấp bánh ăn cho họ, thì hôm nay Chúa Giêsu mời gọi họ ở lại trong bánh là chính thịt và máu người, đó chính là bánh đích thực mà tất cả chúng ta mong đợi, chúng ta tìm kiếm. Và kính thưa cộng đoàn, khi nghĩ đến từ ở lại, còn lại nhớ đến câu châm ngôn sống đời linh mục mà cha cố của chúng ta chọn, đó là hãy ở lại trong tình thương của thầy, được trích trong tin mừng Thánh Gioan chương 15 câu 9. Đây là tròn 17 năm cha cố chúng ta được lãnh các vụ linh mục, nhưng mà 17 năm đó cũng là khoảng thời gian đủ dài để cho cha cố cảm nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau trong đời linh mục và những thăng trầm của đời sống linh mục. Thưa cộng đoàn, không phải là gọi là bố hát con khen hay đâu, nhưng mà nếu mà nghĩ hát theo kiểu gọi là chúng ta vẫn nghĩ theo yên em đấy, thì cha cố của chúng ta hát thì cũng tầm cỡ ngang bằng ông Thương hoặc là ông Chu Thanh thôi, đúng không ạ? Cũng phải ra vừa đâu, không biết là nó nói như vậy có đúng không ạ? Nhưng mà cũng nghĩ ra bố cười để chúng con bố tay cả. Và 17 năm linh mục, Đông Lê là giáo xứ thứ ba sau Đông Phú và Hàm Xá, là những nơi mà được bề trên giáo phận trao cho cha cố. Chắc chắn trong 17 năm ấy, cha cố không thiếu những lúc được giáo dân quý mến, được giáo dân ca tụng, và họ mong Ngài được ở lại mãi với họ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng cũng 17 năm ấy,
không thiếu những khi cha cố cần phải lánh đi nơi khác. Lánh đi nơi khác để làm gì? Không phải là để ở lại để thành công, hay là được mọi người ca tụng, thậm chí tân vọng, hay là những lúc mệt mỏi, buồn phiền vì sứ vụ, vì trách nhiệm, vì bổn phận, những lúc bù đầu đối trí làm cách nào để có thể đưa ra các phương thức phục vụ giáo xứ một cách tốt đẹp nhất, kể cả những lúc gọi là trăn trở băn khoăn rất chẳng thành. Mà lánh đi nơi khác để làm gì? Lánh đi nơi khác để tinh vi lại bản thân, nhìn lại cuộc đời để tìm kiếm thứ bánh quan trọng nhất của đời linh mục, đó là ở lại với Thầy Giê-xu để lấy sức mạnh từ Thầy Giê-xu, để lấy nguồn sức sống từ Thầy Giê-xu, để lấy can đảm vừa cương nghị vừa khiêm tốn từ Thầy Giê-xu như lời nguyện lập lễ mà ca đoàn đã mặc cha cố của chúng ta vừa đọc. Cuộc đời này linh mục 17 năm, tròn 17 năm đó chính là để cha cố được ở lại với Thầy Giê-xu đúng như câu châm ngôn mà Ngài đã chọn để sống cho đời linh mục của Ngài. Nếu phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Chúa Giê-xu đã thực hiện để diễn tả tình thương của Đức Giê-xu dành cho đám đông khi xưa, thì chức linh mục chính là dấu chỉ tình thương cao nhất mà Thiên Chúa dành cho cha cố của chúng ta. Và cũng chính qua bàn tay cha cố dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cha lại trao ban chính thứ bánh mà tất cả chúng ta đang tìm, đang mong, đang đợi, đang khao khát. Nếu bánh trong chúng ta hóa bánh ra nhiều còn có một ý nghĩa nữa, đó là diễn tả chính thân phận của Đức Giê-xu biến mình vì nhân loại, thì với cha cố của chúng ta, Ngài cũng được mời gọi để hiến cuộc đời mình cho giáo hội, cho giáo xứ, giáo họ, cho những người mà được mình trên trao phó. Chúa và tri ân tình người, đó là tâm tình của cha cố như của tất cả cộng đoàn chúng ta trong thế lễ hôm nay. Ơn linh mục là một ơn rất trọng đại mà Thiên Chúa ban cho cha cố. Thế nhưng ơn trọng đại ấy lại được chứa đựng trong một bình sành dễ vỡ, là chính thân phận con người với những bất toàn. Ngày hôm nay thưa cộng đoàn, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, tri ân mẹ giáo hội, cảm ơn tất cả mọi người với cha cố trong ngày đặc biệt này, nhưng cũng không quên nâng đỡ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài để cha luôn mãi hòa lại dung mạo của Đức Giê-xu mục tử, trở nên tấm bánh được bẻ ra và trao ban như chính Đức Giê-xu là thứ bánh mà chính cha đã tìm, đã kiếm, đã mong đợi, đã khao khát cho những người mà cha gặp gỡ, những người mà cha được hiện trên cha phó. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa với cha và tiếp tục cầu nguyện cho cha. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, để rồi nhờ đó chúng ta cũng được hưởng ơn qua bàn tay linh mục của cha thực hành thánh lễ như lời cầu nguyện mỗi ngày. Amen. Xin cùng bạn cùng với chúng ta kính tôi tin linh mục Thiên Chúa. Thank you.
anh chị em các thành viên Chúa Giêsu là Thánh Trường Sinh, Ngài đã yêu thương rất đầy nỗi khao khát đời sống vĩnh cửu của con người khi ban cho họ thánh bởi trời. Chúng ta cùng chúc phục Chúa và dâng lời lạy xin. Họ lạy xuống các thuyền và đến các tháp nào tìm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ dân luôn quan tâm chăm sóc, ban lương thưởng thiên nhiên cần thiết để nuôi dưỡng đức tin cho đoàn chiên, giúp họ kiên vững sống đạo và thiết tha tìm gặp Chúa Giêsu Kitô mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn khát khao gặp Chúa qua việc lắng nghe, suy niệm lời Chúa và kết liên mật thiết với Chúa trong bí tích thánh hiền. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin nói lời những lời nguyện chân thành của chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện lấy lời của tôi và mọi anh chị em được tin Chúa là ra còn mang chấp nhận.
Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thủ phong linh mục, con đã cử hành màu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca cùng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an toàn. Trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay, ngày kỷ niệm 17 năm thiên chức linh mục của cha Giuse, chúng con xin được chung chia niềm vui với cha, và để thể hiện cái niềm vui đó thì chúng con xin có một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Đông Khê chúng con có lên có những lời chúc mừng đặc biệt tới cha Giuse. Xin kính mời ông. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Những gì chúng con có ngày hôm nay đều do Chúa ban. Trọng kính cha Giuse chánh xứ, trọng kính hai cha nghĩa phụ, hai cha nghĩa tử của cha chánh xứ. Kính thưa quý thầy, quý dì, quý ông bà cố, quý cụ ông, cụ bà, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tri ân vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con có được cha Giuse chánh xứ để Ngài chăm lo đời sống đức tin cho chúng con. Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa đã gọi cha bước lên bàn tiệc thánh để cha dâng hiến và hy sinh cho đoàn chiên và giáo hội của Chúa. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cha Giuse. Kính thưa cha, nhờ ơn Chúa chúng con có được hưởng sự quay sóc của cha trong hơn một năm qua. Nhờ đó đời sống đức tin của chúng con có nhiều thay đổi theo chiều hướng đạo đức và tốt lành. Nhìn lại năm qua, cha đã xây dựng giáo xứ từ việc kiện toàn sửa sang trong ngoài ngôi thánh đường cho đến việc cha mở đường cho dân đi và các cháu tới trường được thuận lợi. Giờ đây, cha lại đang đào ao và mở rộng khuôn viên ngôi thánh đường của giáo họ Tây Khê. Đặc biệt, ngôi thánh đường của họ giáo Hoành Từ, cha đang xây dựng với tiến độ rất nhanh, đẹp đẽ và chắc chắn. Cha cũng luôn nhớ đến các cụ ông, cụ bà, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Tết và ngày quốc tế người cao tuổi với những phần quà động viên đầy ý nghĩa. Chúng con xin chúc mừng cha, xin cha cầu nguyện cho giáo xứ chúng con thêm nhiều. Hè năm nay, nhờ lời mời của cha, chúng con được đón hai dì từ miền Nam cùng thầy về dân, về dạy kinh và giáo lý cho các em thêm sức và xưng tội rước lễ lần đầu. Với các chương trình hè vui bổ ích cho các em, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin cảm ơn hai dì cùng thầy. Sau cùng, chúng con xin chúc cha xứ Giuse chánh xứ và hai cha nghĩa phụ cùng thầy và hai dì luôn được bình an, mạnh khỏe và thánh đức. Chúng tôi xin chúc cộng đoàn luôn mạnh khỏe, đạo đức và hạnh phúc. Con xin hết. Vâng, và để biểu hiện cho những tri ân cũng như lời chúc mừng đặc biệt với cha chánh xứ Giuse, gia đình giáo xứ Đông Khê chúng con cũng có một lá hoa tươi thắm để kính dâng lên cha chánh xứ Giuse. Con xin kính.
Nam Khê ạ. Và kế tiếp là giáo hoàng Tây Khê ạ. Và xin mời giáo hoàng Bạch Thủy chúng ta cùng nhé. Nhìn lại 17 năm qua có lẽ cũng rất vui mừng và cũng rất là lo lắng. Vui mừng bởi vì đã được 17 năm với những thăng trầm cũng đầy gian nan, cũng đầy thách đố nhưng cũng đầy thành công. Tạ ơn Chúa. Và tạ ơn Chúa hôm nay cùng với quý cha nghĩa tử, cùng với cộng đoàn, chúng ta đã dâng lên Chúa lời tạ ơn trong thánh lễ. Trước hết, xin cảm ơn cha hai quý cha nghĩa tử đã lo liệu, sắp xếp cùng với quý sơ, quý thầy, cùng với ban hội đồng phục vụ trong giáo xứ đã tổ chức thánh lễ hôm nay cho con. Xin hết lòng cảm ơn hai cha, cảm ơn hai sơ, cảm ơn thầy chủng sinh giúp xứ, cũng như cảm ơn ban hội đồng phục vụ trong giáo xứ. Con xin chân thành cảm ơn tất cả cộng đoàn đã vì lòng yêu mến, đã hy sinh quảng đại, dâng những lời cầu nguyện, có những lời chúc mừng trong ngày hôm nay để tạ ơn Chúa và chúc mừng cho con trong những bước mới, bước tiếp. Và cái bước tiếp, bước mới này đầy gian nan, bởi vì sao? Sức khỏe đã bắt đầu đi xuống, tài hèn sức bỏ, tất cả cũng đang đi về phía bên kia xuống núi, cho nên là đó là một cái sự lo lắng. Xin quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện. Cháu xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong gia đình Linh Tông, những anh chị em từ Đông Phú, từ Tân Hưng, từ giáo xứ Hà Xá, từ Hà Nội, từ Hưng Yên, vì tình yêu bến cha trong tình cảm gia đình Linh Tông đã quảng đại hy sinh để hoàn thành lễ để cầu nguyện cho cha hôm nay. Và xin thật lòng cảm ơn tất cả anh chị em. Anh Duyên, tuy rằng mẹ không có ở đây, nhưng mà tất cả các em, các cháu, rồi các anh chị đã thay mặt mẹ, cũng như tất cả trong họ tổng huyết tộc đã đến đây để tham dự thánh lễ
và cầu nguyện cho anh. Và xin thưa, anh xin hết lòng cảm ơn tất cả các em, các cháu trong gia đình biết tâm và cầu chúc cho tất cả các anh em chị em trong gia đình Linh Tông huyết tộc luôn luôn đoàn kết yêu thương để cùng công tác với đảng trong bước đường mới. Trong thánh lễ hôm nay xin chân thành cảm ơn bằng ca đoàn hội con Đức Mẹ hay là giới hiền mẫu đã hát lễ phục vụ thánh lễ hôm nay rất sâu sáng, rất đẹp đẽ, tốt lành. Xin Chúa tặng công bổ hậu và khách đặc biệt hôm nay nữa, xin chân thành cảm ơn ba bốn mặt thiên nhạc đã hợp tác cùng với nhau để rồi chúng ta dần thấy hoàn trọng tiếng kèn ca khúc Chúa cùng với cha cùng với công đoàn hôm nay. Xin hết lòng cảm ơn bạn kèn và một lần nữa xin hết lòng cảm ơn tất cả quý cha quý thầy quý sơ và tất cả quý mọi người, và xin cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta luôn luôn an bình trong Chúa Kitô, để cùng tôi cùng với Chúa luôn luôn ở lại trong Chúa và lại trong nhau. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm ơn. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm ơn. Chúa cho con trời.